Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Phát triển trồng cây gai xanh ở huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Biện pháp phòng trừ sâu đục trái bưởi. Trước hết mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa đang chịu đợt nắng nóng kéo dài. Để bảo vệ cây trồng vật nuôi khỏi tác động xấu của thời tiết, ngay lúc này người dân cần tập trung thực hiện các biện pháp chống nóng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đề nghị các địa phương hướng dẫn người dân phủ dạ mặt ruộng, làm dàn che lưới đen, thường xuyên duy trì nước trong rãnh giữa các luống để làm mát đất. Đối với cây ăn quả, cây công nghiệp cần tiến hành tưới nước ẩm hàng ngày. Đối với vật nuôi, người dân cần có biện pháp cải tạo chuồng trại, che phủ mái bằng vật liệu chống nắng, tạo thoáng mát cho chuồng trại, sử dụng quạt làm mát thông gió, lắp đặt hệ thống phun sương tạo độ ẩm, thường xuyên cung cấp đủ nước sạch cho đàn gia súc gia cầm, giảm thức ăn giàu năng lượng, tăng thức ăn xanh có nhiều vitamin, khoáng chất, điện giải. Đối với đại gia súc cần tăng lượng thức ăn thô xanh, không chăn thả gia súc gia cầm trong thời điểm nắng nóng, nhiệt độ cao. Lâu nay, việc lạm dụng hóa chất kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản ở các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đã tác động xấu đến môi trường và tồn lưu các hóa chất kháng sinh trong sản phẩm gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Thanh Hóa hiện có 19.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Tại các vùng nuôi tôm công nghiệp tập trung, nhiều hộ sử dụng không đúng cách về liều lượng và loại kháng sinh đã gây ra hiện tượng vi khuẩn kháng lại kháng sinh và tích tụ dư lượng thuốc kháng sinh trong tôm nuôi. Để hạn chế và loại bỏ việc sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản, các ngành có liên quan của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển, cần tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, sử dụng thuốc thú y một cách có hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các đơn vị và hộ dân vi phạm việc kinh doanh, sử dụng hóa chất kháng sinh, sử dụng chất cấm trong nuôi trồng thủy sản. Thời gian qua, các sở ngành và các địa phương ven biển của tỉnh Thanh Hóa đã chủ động thực hiện các giải pháp nhằm quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả các cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân. Trên địa bàn Thanh Hóa hiện có 3 cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá, có sức chứa từ 700 đến 1.000 tàu cá. Đây cũng là 3 cảng cá đủ điều kiện cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng và cho tàu cá nước ngoài có chiều dài đạt khoảng 46 mét cập cảng bốc rỡ hàng hóa và tránh trú bão. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền, hàng năm Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển thực hiện hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng đất tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng các hộ dân lấn chiếm đất đai để làm cầu tàu, cầu dầu, tập kết đất đá, xây dựng các công trình trái phép trong khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Ban quản lý các cảng cá tổ chức sắp xếp tàu thuyền neo đậu ra vào bốc rỡ hàng hóa đảm bảo an toàn và tiếp cận các dịch vụ hậu cần nghề cá, chấp hành đầy đủ công tác kiểm tra tàu cá trước khi xuất bến và cập bến. Từ năm 2010 đến nay, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã cải tạo được gần 600 ha vườn tạp, xây dựng vườn hộ theo hướng hàng hóa nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nhiều hộ dân. Nhờ đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, hiện nay huyện Nga Sơn đã bước đầu hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, giúp người dân nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thực hiện thành công quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Nắng nóng gay gắt đã làm cho các hồ chứa thủy lợi ở miền Trung tiếp tục giảm, chỉ còn phổ biến từ 25% đến trên 50% dung tích thiết kế, khiến hàng vạn hecta lúa mùa không đảm bảo nguồn nước tưới. Để đối phó với khả năng thiếu nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường, nâng cao độ chính xác trong công tác dự báo, giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước và giám sát việc vận hành các hồ chứa cấp nước cho hạ du, đồng thời chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông điều chỉnh vận hành phù hợp với tình hình thực tế hạn hán và nhu cầu hạ du, đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò nguồn nước dưới đất để có thể cung cấp cho các vùng khan hiếm nước. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đẩy mạnh xây dựng quy hoạch tổng hợp lưu vực sông, trong đó sẽ tập trung xây dựng các kịch bản, phương án điều hòa, phân bổ nguồn nước trong điều kiện xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong thời gian qua, huyện Lang Chánh đã đưa vào trồng thử nghiệm gần 16 ha cây gai xanh tập trung ở một số xã trên địa bàn. Đến nay, cây gai xanh đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Gia đình anh Mai Xuân Thao, thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc, có 1 ha đất trước đây chuyên trồng sắn, ngô và các loại cây trồng khác nhưng hiệu quả kinh tế không cao.
Đầu năm nay, được Ủy ban nhân dân xã Tân Phúc vận động, gia đình anh Thao đã chuyển sang trồng cây gai xanh. Do phù hợp với đất thổ nhưỡng, khí hậu và được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, nên cây gai xanh phát triển tốt và đang cho thu hoạch. Thì tôi thu lứa đầu thì ước tính khoảng 5 tạ trên 1 hecta. Thì so với một số cây trồng khác thì cao hơn hẳn. Đấy. Thì bây giờ đơn giá cái loại gai đây là gai loại 1 thì công ty đang thu mua là với 47.000 một cân. Thì theo cảm tính của gia đình thì khoảng tầm gần 20 triệu một lứa đầu tiên. Thì cái này là cũng một cái bước đầu tiên để tôi sẽ đầu tư mở rộng thêm diện tích. Đầu năm 2018, huyện Lang Chánh đã phối hợp với công ty cổ phần đầu tư phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu An Phước trồng thử nghiệm trên 16 ha cây gai xanh tại các xã Tân Phúc, Đồng Lương, Quang Hiến. Công ty hỗ trợ giống, phân bón bằng hình thức vay trả chậm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc, thu hoạch, đồng thời ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Huyện Lang Chánh hỗ trợ trực tiếp cho các hộ tham gia trồng cây gai xanh tập trung với mức hỗ trợ 4 triệu đồng một ha. Qua kết quả thực nghiệm cho thấy, cây gai xanh dễ trồng, đầu tư một lần cho thu hoạch trong vòng 10 năm, mỗi năm cho thu hoạch 3 đến 4 lứa. Với giá bán hiện tại, cây gai xanh có thể cho thu nhập trên 60 triệu đồng một hecta một năm, cao hơn rất nhiều so với trồng các loại cây trồng truyền thống khác. Với cái sản lượng nghĩa là thu lại nghĩa là của cái cây gai xanh thì so với các cây màu khác đấy thì tính cái thu nhập cho bà con nhân dân là cao hơn, tức là hơn gấp đôi tức là so với các cây màu khác. Trong cái định hướng sắp tới đấy và cũng như đầu năm đấy, đảng ủy cũng như ủy ban đấy cũng ra cái nghị quyết và cái kế hoạch nghĩa là tiếp tục nghĩa là tuyên truyền và vận động nhân dân là chuyển đổi sang cây gai xanh để phát triển cái kinh tế hộ gia đình, khả năng là phát triển và lâu dài và bền vững và mang cái thu nhập nhất định nhất là cho nhân dân để thoát đi cái nghèo. Tính bền vững và cái tính giá trị cao trong cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng là cái cây xanh là mang lại cái hơn một số các cây trồng khác và phù hợp với các cái đồng đất cũng như khí hậu thổ nhưỡng của huyện Lang Chánh, nên là cái này là huyện cũng đã xác định và cũng đã xây dựng hẳn một cái cơ chế chính sách, một cái chính sách để hỗ trợ cho người trồng cây xanh. Trong thời gian tới thì huyện cũng đã làm việc với công ty An Phước và xác định là đến năm 2025 là nâng cái diện tích trồng cây xanh lên khoảng 400 ha. Hiện nay huyện Lang Chánh đang tổ chức tập huấn cho nhân dân nắm vững kỹ thuật trồng chăm sóc cây gai xanh, bảo đảm có năng suất chất lượng cao, ít sâu bệnh. Tuyên truyền vận động các hộ dân liên kết thành lập hợp tác xã cây gai xanh, phấn đấu đến năm 2030, huyện Lang Chánh trồng được trên 450 ha cây gai xanh, góp phần nâng cao đời sống của người dân, góp phần hiệu quả vào công tác giảm nghèo trên địa bàn. Thưa quý vị và bà con, trong thời gian gần đây, sâu đục trái bưởi đã gây hại và phát sinh mạnh, làm ảnh hưởng đến năng suất chất lượng của sản phẩm. Để phòng trừ hiệu quả, trong mục Nhà nông cần biết hôm nay, chúng tôi sẽ dẫn bà con một số biện pháp phòng trừ sâu đục trái bưởi. Sử dụng biện pháp bao trái, đây là biện pháp hữu hiệu và an toàn nhất hiện nay. Biện pháp canh tác, để phòng trừ hiệu quả, bà con nên thường xuyên thu gom, hái tất cả các trái bị sâu đục, sau đó chặt nhỏ bỏ vào túi nhựa buộc kín đem chôn xuống hố sâu hoặc đem phơi nắng 4 đến 5 giờ để diệt sâu còn ở bên trong trái. Khi trái khoảng 2 đến 3 tuần tuổi, bà con nên pha thuốc vào bình nhỏ xịt trực tiếp vào trái rồi bao ngay trái bằng loại bao thích hợp. Nuôi dưỡng và bảo vệ đàn kiến vàng bởi vì chúng sẽ ăn trứng sâu và tấn công bướm rất có lợi. Làm cỏ, dọn sạch rác mục dưới gốc sẽ làm cho sâu không có nơi làm nhộng. Tưới phun nước đẫm trên cây vào lúc chiều mát để hạn chế bướm đẻ trứng, vì lúc bướm đẻ thích nơi khô ráo trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 giờ chiều tối. Bản tin vàng trái đất hôm nay xin được kết thúc tại đây. Bà con quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.